Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp ngày 23 tháng 11 được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Và mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sáng nay, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Tình trạng tại nhiều khu đô thị với hàng trăm biệt thự bị bỏ hoang từ hàng chục năm nay gây lãng phí của cải vật chất rất lớn cho xã hội. Châu Âu đang trở lại là điểm nóng trên bản đồ Covid-19 với số ca mắc mới tăng vọt tại nhiều nước trong khu vực. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào sáng nay ngày 23 tháng 11 tại thủ đô Tokyo, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, cựu Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự Do LDP, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro và các thành viên của Liên minh. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Trân trọng cảm ơn Ngài Suga Yoshihide và Ngài Nikai Toshihiro đã tích cực thúc đẩy chính phủ Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp vaccine cho Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả mà cựu Thủ tướng Suga và Chủ tịch Nikai cũng như các thành viên Liên minh Hữu nghị Nhật-Việt vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Cảm ơn những tình cảm hữu nghị chân thành đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đề nghị cựu Thủ tướng Suga Yoshihide, Chủ tịch Nikai và Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị tiếp tục có những đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa quốc hội, giao lưu nghị sĩ các nhà lãnh đạo trẻ hai nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị của hai nước. Cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro ôn lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam. Nhất trí cao với các phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Nikai khẳng định, Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hiệu quả cho việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, thúc đẩy các hoạt động góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, trong đó có thế hệ trẻ, góp phần mở ra những cơ hội mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên. Nhân dịp này, Thủ tướng và các đại biểu đã dự lễ xuất hành, đưa quýt Unsu của Nhật Bản sang thị trường Việt Nam. Thời gian qua, lãnh đạo chính phủ và các cơ quan chức năng của hai nước đã có các hoạt động tích cực để thúc đẩy việc xuất nhập khẩu sang thị trường của nhau các loại hoa quả đặc sản như quýt Unsu, vải và nhãn của Việt Nam. Phía Nhật Bản đang xem xét tích cực đẩy nhanh quá trình cấp phép nhập khẩu nhãn của Việt Nam trong niên vụ 2022. Trở lại với những thông tin thời sự ở trong nước. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự. Theo tờ trình chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh, thực hiện cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện về Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Dự thảo nghị quyết giải thích khoản 1 điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau: hành vi cố ý vượt qua cảnh báo mã truy cập tường lửa sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 điều 289 Bộ luật Hình sự được hiểu bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo mã truy cập tường lửa sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh. Thảo luận tại phiên họp bày tỏ nhất trí cao với tờ trình và báo cáo thẩm tra.
Các đại biểu cho rằng theo lộ trình việc thực thi cam kết của Việt Nam tại CPTPP với vấn đề này là từ năm 2022. Do vậy, việc chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết tại thời điểm này là hợp lý. Các đại biểu cũng nhất trí cao với thời điểm có hiệu lực thi hành của nghị quyết là từ ngày 14 tháng 1 năm 2022. Với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết. Cũng tại phiên họp sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc tại hội nghị quán triệt triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng trong Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết, quy định mới liên quan trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng. Đây là những nội dung rất quan trọng và có tính định hướng chiến lược, vừa là những chỉ dẫn có tính chất quyết định đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị nói chung và Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng. Do vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định mới của Trung ương và Đảng Bộ Khối là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy Đảng trong toàn bộ Đảng Bộ Khối cần khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện bài bản, có hiệu quả các nghị quyết, quy định mới của Trung ương. Hội nghị diễn ra trong một ngày rưỡi, gồm 5 chuyên đề gắn với các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong Đảng Bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã mời báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp quán triệt một số nội dung mới, quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong công tác xây dựng Đảng, vừa để tăng sức mạnh, đảm bảo tính kế thừa, vừa nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên các lĩnh vực. Trong đó, đảng viên là người trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn nhân dân thực hiện và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng. Đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thì vai trò của đảng viên lại càng quan trọng hơn. Cây cầu treo cũ kỹ này là tuyến đường đi lại duy nhất của người Thái ở bản Boang, xã Trường Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để sang bên kia canh tác nông nghiệp. Để thuận tiện hơn trong sản xuất và phát triển kinh tế, cây cầu này sẽ được xây mới và mở rộng trên cơ sở nguồn vốn nhà nước và nguồn lực đóng góp của nhân dân địa phương. Qua công tác tuyên truyền vận động của những đảng viên ở địa phương, nhiều người dân đã hiểu được và thấy được lợi ích. Từ đó, toàn bộ nhân dân ở bản Boang đã nhất trí đồng tình. Được trưởng bản tuyên truyền vận động nhân dân gọi là góp đất góp cây để làm để có cái cầu đi lại thuận tiện thì cùng gia đình chúng tôi và cũng như là bà con nhân dân ở trong bản thì cũng rất là đồng ý. Vâng, còn riêng về gia đình chúng tôi là có một là miếng đất ở gần cầu sắp thi công ấy thì gia đình tôi gọi là nhất trí để hiến một ít đất. Nếu mà cái cầu mà to hơn nữa mà cầu được cái kiểu của bê tông ấy càng tốt, vì là khu kinh tế chủ yếu của bản này là bên kia suối. Đấy, và sau này thì lại sẽ được cái cầu khang trang ấy thì lại bà con nhân dân sẽ giãn dân ra bên ở bên kia suối. Đấy, vì bên này cũng đã chặt xây dựng được cái cầu thì bà con nhân dân và bản cũng là rất là đồng tình. Bản Boang, xã Trường Pằn có trên 140 hộ và hơn 600 nhân khẩu, hầu hết là người dân tộc Thái đang sinh sống. Từ một số ít đảng viên đầu tiên đi sinh hoạt ghép, đến nay chi bộ bản Boang đã có trên 10 đảng viên, trong đó 100% là người dân tộc Thái. Với vai trò trưởng bản và là đảng viên, ông Lò Văn Lả thường xuyên nâng cao trình độ kiến thức và năng lực bản thân để nắm bắt và hiểu hơn về pháp luật, qua đó tuyên truyền cho nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Vừa rồi cũng lại qua cái lớp tập huấn nâng cao phối hợp đối tượng là an ninh quốc phòng, đối tượng 4 thì cũng nhất là cái ranh giới biển đảo và tôn giáo thì bản thân tôi cũng đã nắm được về sẽ phổ biến tuyên truyền cho bà con nhân dân
đấy là nắm bắt thế, vững hơn về chủ quyền biển đảo. Xã Triềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La có 5 dân tộc anh em sinh sống gồm Kinh, Thái, Sinh Mun, Mông, Khơ Mú. Việc đào tạo tăng cường kiến thức trình độ lẫn năng lực cho đảng viên là người dân tộc thiểu số luôn được đảng ủy xã chú trọng. Những lớp đào tạo như thế này đã được xã tổ chức thường xuyên trong suốt thời gian qua. Qua đó, nhiều cán bộ đảng viên, người dân tộc thiểu số đã hiểu rõ, nắm chắc về kiến thức an ninh quốc phòng, dân tộc và tôn giáo, luật hôn nhân và phòng chống ma túy. Trước kia thì tôi chưa được tham gia cái lớp học này thì cũng chỉ được nghe và là người ta bảo là các cháu đã đến tuổi là các cháu phải đi bộ đội thế thôi. Qua cái những cái hoạt động công tác xã hội ở trong bản thì trước hết là tôi phải làm tốt ở trong gia đình, về xong lại tuyên truyền cho người dân. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Triềng Pằn đã kết nạp 58 đảng viên mới, trong đó người dân tộc thiểu số là 45 đảng viên. Các đảng viên được kết nạp đều là những người có trình độ cao, gương mẫu, là hạt nhân nòng cốt để phát triển kinh tế xã hội, dần xóa bỏ nhiều hủ tục, từ đó an ninh chính trị, an toàn xã hội đạt hiệu quả. Thì kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 thì toàn đảng bộ huyện cũng đã kết nạp được 1.185 đảng viên mới, thì đã vượt được 0,84% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Thì trong đó thì đã đảng viên là người dân tộc thiểu số thì là 767 người, chiếm 64,7%. Dù vẫn còn những hạn chế bất cập cần phải khắc phục, nhưng những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số của Sơn La trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị của cơ sở, nơi đó có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhằm phủ vaccine ngừa COVID-19 đến khu vực nguy cơ cao, vùng phong tỏa, từ ngày hôm nay thì ngành y tế của thành phố Đà Nẵng tiến hành tiêm chủng trả mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm tại khu vực vùng dịch cấp độ 3 ở quận Sơn Trà. Trong đợt tiêm chủng lần này, ngành y tế Đà Nẵng khẩn trương phủ mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại vùng dịch cấp độ 3 và một số khu vực nguy cơ cao. Tại quận Sơn Trà có khoảng 12.000 lượt người được tiêm trả mũi 2 ở 5 điểm tiêm tập trung trên địa bàn quận. Đối với người dân tại phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc được bố trí tại điểm tiêm ngay trong địa bàn phường. Cùng với đó, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cũng bố trí các đội tiêm lưu động, sẵn sàng phủ vaccine đến tận nhà người dân đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Để thực hiện giãn cách, đảm bảo phòng dịch tại các điểm tiêm tập trung, người dân được chia theo từng khung giờ. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng cũng được thực hiện nghiêm túc. Sau đợt tiêm trả mũi lần này, các quận huyện cũng sẽ rà soát tỷ lệ tiêm chủng đối với người trên 50 tuổi để ngành y tế đẩy nhanh tốc độ chủng ngừa vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong cuối năm nay. Thưa quý vị, giá mít Thái tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện đang giảm sâu tại nhiều vùng trồng. Trong khi đó, thì giá tôm thẻ chân trắng lại có xu hướng tăng cao sau thời gian xuống dốc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Và đây là những thông tin tiêu dùng đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay. Hiện đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa thu hoạch, đẩy giá mít Thái giảm sâu hơn một nửa so với tháng trước. Mít kém lớn và kém nhỏ giảm khoảng 200%, riêng giá loại mít chợ chỉ còn 1/4 so với mức giá cách đây khoảng một tháng. Cụ thể, mít loại 1 hiện có giá 13.000 đồng một kg, loại mít kém lớn giá chỉ còn 6.000 đồng một kg, đối với loại kém nhỏ giá chỉ còn 3.000 đồng một kg. Dự báo tổng sản lượng mít cung cấp ra thị trường năm 2021 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 330.000 tấn, trong đó quý cuối năm có đến 115.600 tấn. Giá lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng nhẹ, cuối vụ thu đông nên lượng lúa tươi còn ít, thương lái hỏi mua chậm. Cụ thể, nếp vỏ tươi từ 5.100 đến 5.300 đồng một kg, lúa OM18 giá 6.000 đồng một kg, nàng hoa chín có giá từ 6.300 đến 6.400 đồng, lúa nhật giá từ 7.500 đến 7.600 đồng một kg, lúa IR50404 ở mức 6.500 đồng một kg, lúa đài thơm 8 giữ ổn định ở mức 6.000 đến 6.100 đồng. Nay giá tôm thương phẩm đang tăng cao, mức giá có nơi tăng từ 60 đến 80.000 đồng một kg so với 5 tháng trước đó. Nông dân phấn khởi vì giá tôm tăng cao sau thời gian dài xuống dốc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, tôm có kích cỡ 100 con có giá từ 100 đến 105.000 đồng một kg, tôm cỡ 50 con có giá 120 đến 130.000 đồng một kg. Giá tôm thẻ hiện nay tăng cao do thị trường tiêu thụ trong nước tăng mạnh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là các loại tôm có kích cỡ lớn được người tiêu dùng ưa chuộng.
quý vị, dịch bệnh COVID-19 vẫn có diễn biến phức tạp khiến cho người trồng hoa mai tại thị xã An Nhơn của tỉnh Bình Định vô cùng lo lắng. Bên cạnh đó thì trong đợt mưa lụt kéo dài vừa qua thì nhiều vườn mai cũng đã bị hư hại và làm ảnh hưởng đến chất lượng của hoa mai. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn ngay sau đây. Trồng hoa mai hơn chục năm qua nhưng chưa khi nào anh Lê Hồng Phong lại lo lắng cho thị trường dịp Tết như năm nay. Ở thời điểm này mọi năm, thương lái đã đến cọc tiền, người dân địa phương cũng đến xem vườn, chọn chậu. Còn năm nay, hơn 3.000 chậu hoa mai từ 5 đến 7 năm tuổi được anh Phong chăm sóc cẩn thận, vẫn chưa biết có bán được hay không. Năm nay nó vừa dịch mà nó vừa lũ lụt rồi nữa, nên là người trồng mai nó lo lắm. Bà con nhà vườn thì quanh năm này chủ yếu là mấy ngày nay thôi, nhưng mà tình hình năm nay chắc cũng thấy bất ổn quá. Còn bà Tạ Thị Thu Nguyệt trồng hơn 1.000 chậu mai 5 tuổi và chuẩn bị xuất cho thị trường dịp Tết. Nhưng vừa qua nước lũ tràn bề bờ, bà Nguyệt chỉ chuyển được 40 chậu hoa lên vị trí cao. Nó ngập lúc đọt coi như là rụng lá, rồi nào là bùn non bám hết, là coi như những bắp rồi nó thúi hết, không còn cái gì nữa. Ý vậy, nên Tết năm nay là không có thơ bán được. Thị xã An Nhơn hiện có hơn 150 hecta trồng mai, tập trung chủ yếu ở 3 xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh. Tuy nhiên, ba xã này lại thuộc vùng hạ lưu sông Côn, nên trong mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập. Để người trồng mai phát triển bền vững, chính quyền địa phương đã quy hoạch vùng trồng mai với diện tích 75 hecta ở ba xã nói trên. Khi mà hình thành cái vùng trồng mai tập trung, thì sẽ hướng dẫn nông dân đặt chậu mai trên các cái đôn cao hoặc là trên cái giàn mà cách mặt ruộng nó cao để bảo đảm là nó vượt lũ. Vấn đề thứ hai, thông qua cái điểm sản xuất tập trung làng nghề mai như thế để kết hợp với cái du lịch trải nghiệm làng nghề để làm sao mà cái thương hiệu của cây mai vàng của An Nhơn là ngày càng sẽ được đứng vững, sẽ phát triển và tạo cho công an việc làm cho người nông dân. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã xây dựng và đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ đề án truy xuất nguồn gốc mai vàng An Nhơn. Đề tài được thực hiện sẽ thúc đẩy việc trồng mai đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Vụ án đã thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội khi dự án này tuy mới đưa vào khai thác nhưng đã có rất nhiều điểm bị hỏng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác an toàn cho người khi tham gia giao thông và gây bức xúc trong nhân dân. 36 bị cáo trong vụ án này đều bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm hai phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, nguyên chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào. Lượng công trình xây dựng sau khi thi công dẫn đến không kiểm soát được chất lượng hạng mục công trình xây dựng nhưng đã ký nghiệm thu đề nghị đưa công trình vào khai thác sử dụng. Cáo trạng kết luận VEC, ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan không có phương án, biện pháp chỉ đạo cụ thể để rà soát, kiểm tra, loại bỏ vật liệu không đảm bảo chất lượng, dẫn đến cả 7 gói thầu đều sử dụng đá tại các mỏ này làm vật liệu sản xuất các lớp cấp phối đá răm và bê tông nhựa các loại. Mặc dù các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu thanh toán hơn 811 tỷ đồng cho các đơn vị thi công dự án. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong một tháng. Thưa quý vị, thôn Tây được biết đến là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Trà Sơn, huyện miền núi Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi. Dù chỉ cách trung tâm huyện có 5 km thôi nhưng mà điểm trường này thì vẫn còn rất nhiều khó khăn bởi đường lên thôn Tây luôn là nỗi ám ảnh của các thầy cô giáo và học sinh nơi đây. Đường lên thôn Tây còn khoảng 2 km đường đất nhưng dốc ngược, mùa mưa trơn trượt, bùn đất nhầy nhụa. Đi xe máy thì trượt ngã chảy chụa tay chân, xe hư hỏng liên tục. Khi mưa lớn thì hầu hết các cô phải gửi xe đi bộ. Cả đi là dễ nhất đó. Dạ, hồi trước em là đường đó nó rất là khó đi chạy. Nó khó đi lắm, cực kỳ khó đi luôn. Năm nay là đỡ rồi. Còn năm nay là do không có xe keo cho nên mà em đi cũng được nhưng mà vẫn có đi bộ. Còn năm ngoái là đường nó lại lâu như là đi té miết luôn. Điểm trường thôn Tây có 3 lớp học gồm một lớp mầm non và 2 lớp học của trường tiểu học Trà Sơn với tổng cộng 51 học sinh và 4 cô giáo.
trường lớp khang trang, đảm bảo cho việc học tập của con em. Tuy nhiên, để đến trường, học sinh phải đi bộ gần 1 giờ đồng hồ trên con đường dốc núi dựng đứng vượt qua sông suối. Dù vậy, các em vẫn luôn cố gắng đến trường mỗi ngày, dù phải mang cơm đi học. Trên đây thì đa số thì khó khăn hết nè. Đó, cái đường đi rồi đường xá là nó khổ, nó đi nó cực. Mà với học sinh thì hoàn cảnh khác họ rồi, có với em thì khổ lắm. Do đường xá đi lại khó khăn nên điểm trường được thực hiện theo mô hình bán trú dân nuôi. Các em học sinh ở xa đem cơm đến lớp ăn trưa và ngủ lại để học buổi chiều. Phần cơm của học sinh chỉ có cơm trắng và rau rừng, đôi khi không có cả mắm muối và không bao giờ có món canh. Đây xa học sinh mà mẹ cho ăn cơm rồi đi hả? Em cho trẻ mỗi cháu mỗi ít cho trẻ em, chứ còn cái trang này thì là bán trú dân nuôi thôi. À, dân đem cơm được cái gì thì trả em cái đó, nhưng mà đến trường thì cô thấy không có thức ăn thì cô tự bỏ tiền ra để mua thức ăn và nấu cho trẻ em. Và còn hỗ trợ cho trẻ thì ví dụ như trẻ nó đi học mà nó lạnh quá thì mình có tiền thì hoặc là mình xin được quần áo cũ, hoặc là có tiền thì mình mua cho cháu bộ đồ nó mặc. Con đường đến trường của cả cô và trò nơi đây vẫn còn nhiều gian khó, nhưng với tình yêu thương học trò, dạy học trò bằng cả tấm lòng của các cô giáo và sự nỗ lực ham học của các em học sinh, điểm trường thôn Tây sẽ mở ra tương lai tươi sáng trên vùng đất khó này. Thưa quý vị, có một thực tế là tại các khu đô thị rộng lớn tới hàng trăm hecta và ở những vị trí đẹp nhưng vẫn tồn tại vô vàn những căn biệt thự bị bỏ hoang hàng chục năm nay. Và tình trạng đó thì đang tồn tại nhức nhối và không dễ để xử lý, đồng thời cũng gây ra lãng phí của cải vật chất rất lớn cho xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn ngay sau đây. Đây là hàng chục căn biệt thự nằm tại khu đô thị Nam An Khánh thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội. Mặc dù nằm ở vị trí sát đại lộ Thăng Long, nhưng đến nay vẫn có hàng chục căn biệt thự bị bỏ hoang khi mới chỉ làm xong phần thô như thế này. Còn những căn khác khi sơn sửa xong bị bỏ hoang cũng nhiều không kém. Để hoang hóa quá lâu khiến cho cỏ dại mọc cao choán cả lối đi. Một số căn có người sở hữu nhưng không ở, mà lại để cho mục đích khác là trồng rau. Bà, nếu mà thích ở thì bà hãy sửa, bà ở ngay, nhưng bà không biết được. À. Hay đó chỉ khoảng độ chục năm nay thôi nhé. Chục năm nay. Thì là nó phải tầm 300-400 mét. Bọn anh chủ yếu đi vận chuyển những cái trồng cây thứ thôi. Biệt thự tiền tỷ nhưng cũng chỉ để làm vườn trồng rau. Hơn 10 năm nay không có người ở. Các căn biệt thự hoang cũng trở thành nơi trú ngụ cho những người lao động tự do, vốn công việc của họ cũng không ổn định và bị ảnh hưởng rất lớn do đại dịch. Trong nhà em đi làm điện nước á, còn mình có ở nhớ thôi à. Nói chung là quen được từ năm ngoái á. Ở đây thì được cô 4 người, 4 năm người ở thôi. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 2.684 căn biệt thự, trong đó có gần 700 căn, chiếm tỷ lệ gần 35% bị bỏ hoang. Phần lớn trong số này bỏ hoang cả chục năm, ước tính số tiền chôn ở các căn biệt thự và nhà liên kề bỏ hoang lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Cái hạ tầng thiết yếu như điện nước, trường trạm, mà những cái hệ thống hạ tầng xã hội, dịch vụ, chợ búa, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí thể thao chẳng hạn, nó chưa có thì rõ ràng là nó chưa đảm bảo được cái chất lượng tối thiểu phục vụ cho cuộc sống. Trước năm 2008 hay là 9 hay là 10 thì những cái khu đô thị kiểu như là như thế nó mọc lên rất là nhiều. Mà trong khi đó cái nhu cầu ở thì không có, chủ yếu là nhu cầu đầu tư. Phải có chính sách làm sao mà khuyến khích người ta mua để ở, chứ không khuyến khích mua để đầu tư và để không. Rõ ràng chúng ta đều phải có những cái căn cứ để chúng ta đưa ra những chính sách nó phù hợp. Theo các chuyên gia, việc đánh thuế nhà bỏ hoang sau 2 năm không sử dụng thì phải bán lại cho chủ đầu tư với giá gốc, cần phải được quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa để từng bước hạn chế dần tình trạng đầu cơ gây lệch lạc thị trường. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh những giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tận dụng các biệt thự bỏ hoang này, tránh lãng phí và không gây bất ổn xã hội từ các khu biệt thự bỏ hoang. Những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Châu Âu đang trở lại là điểm nóng trên bản đồ COVID-19 với số ca mắc mới tăng vọt tại nhiều nước trong khu vực. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định sẽ tái tranh cử vào năm 2024.
Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Jerome Powell tiếp tục đảm nhiệm vị trí là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Và với quyết định này, thì ông Powell sẽ tiếp tục có cơ hội tiến hành chương trình cải tổ chính sách tiền tệ sâu sắc nhất kể từ những năm 1970 và hoàn thành việc chèo lái nền kinh tế Mỹ thoát khỏi khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Và ngay sau đây sẽ là phần phản ánh chi tiết của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Mỹ. Phát biểu sau khi thông báo quyết định đề cử, Tổng thống Biden đã ca ngợi ông Powell là người có đóng góp quan trọng đã giúp phục hồi nền kinh tế Mỹ sau khi phải đóng cửa do đại dịch. Về phần mình, trong bài phát biểu, ông Jerome Powell đã lưu ý tới các tác động tiêu cực do lạm phát cao đang gây ra đối với nền kinh tế Mỹ và các gia đình Mỹ. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ để hỗ trợ nền kinh tế, ủng hộ một thị trường lao động mạnh mẽ và ngăn chặn lạm phát tăng cao. Sau khi ông Powell được đề cử, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng đã bày tỏ vui mừng khi con tàu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục nằm dưới sự chèo lái của ông Powell. Trong thời kỳ ông Jerome Powell làm chủ tịch, Fed đã duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế Mỹ. Đối với Tổng thống Biden, việc đề cử ông Powell tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai được coi là giải pháp dễ được Thượng viện Mỹ thông qua nhất. Sự lựa chọn này sẽ giúp khôi phục lại chuẩn mực quản trị lưỡng đảng tại Ngân hàng Trung ương Mỹ, giúp bảo vệ Fed tránh bị chỉ trích vì lý do đảng phái và bảo vệ danh tiếng của Fed. Quang Huy, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ New York, Mỹ. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và để theo dõi lại chương trình, quý vị có thể truy cập website vnews.gov.vn hoặc trang tin chính thức của truyền hình Thông tấn trên Facebook mang tên vnews_truyền hình Thông tấn. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.